Chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung. Bài 1: Ôn tập các số đến 100. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang số 8. Cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang số 8, chúng mình cùng nhau làm bài nhé. Trước tiên, cô cho chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi, rồi đếm số viên bi trong hình đó theo mẫu. Ở bài tập này có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em phải ước lượng. Yêu cầu thứ hai là các em thực hành đếm. Vậy, yêu cầu thứ nhất ước lượng, các em ước lượng không nhất thiết phải chính xác số lượng. Nhưng yêu cầu số 2 là yêu cầu đếm, thì các em phải đếm chính xác số lượng, thì chúng ta mới điền được vào ô trống. Vậy chúng mình hãy quan sát mẫu nhé. Ý A, mẫu. Đây là những viên bi. Các em hãy quan sát. Ở vòng này, trong vòng chúng mình sẽ đếm xem có bao nhiêu viên bi nhé. Khi đếm, các em lưu ý có thể đếm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, theo hàng, theo cột cho chúng mình dễ nhớ nhé. Hãy đếm theo cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy, một khoanh như thế này chúng ta thấy có 10 viên bi. Và 10 viên bi hay còn gọi là một chục. Vậy ở đây cũng có 10 viên bi nữa là 2 chục. Và số lượng viên bi còn lại chúng mình thấy cũng khoảng một chục viên bi nữa. Vậy chúng mình sẽ dự đoán xem ước lượng ở mô hình này có khoảng 30 viên bi. Chúng mình sẽ nói như sau. Em ước lượng khoảng 30 viên bi. Và yêu cầu thứ hai là chúng mình sẽ đếm. Chúng mình thực hành đếm tất cả số lượng viên bi trong mô hình nhé. Bây giờ các em hãy quan sát và đếm theo cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Như vậy sau khi thực hành đếm xong, chúng mình trả lời được là em đếm được 32 viên bi. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bài mẫu. Để chúng ta có thể làm tốt, các em hãy dựa vào mẫu để chúng ta làm bài tập ý B nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập ý B. Bài tập ý B, chúng mình sẽ ước lượng xem trong hình có khoảng bao nhiêu viên bi. Sau khi các em ước lượng xong, chúng ta sẽ cùng nhau đếm lại xem trong hình có chính xác là bao nhiêu viên bi nhé. Và sau đó chúng mình sẽ điền vào ô trống có dấu hỏi chấm số lượng mà chúng ta ước lượng và số lượng chúng ta đếm được. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nhé. Bây giờ cô giáo sẽ chữa bài như sau. Chúng mình hãy nêu cho cô giáo xem các em ước lượng được trong hình có khoảng mấy chục viên bi. À, các em ạ, theo ước lượng của cô thì chúng mình có thể ước lượng ở bài ý B này cũng khoảng 30 viên bi đấy các em. Và ở đây chúng mình thấy sau khi chúng mình đã ước lượng rồi thì chúng mình sẽ đếm lại số viên bi xem có tất cả là bao nhiêu viên bi nhé. Vậy các em hãy trả lời cho cô. Trong hình có tất cả bao nhiêu viên bi? Đáp án của cô là trong hình em sẽ đếm được là 38 viên bi. Chúng mình sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án của cô và các bạn bằng cách chúng mình sẽ đếm số lượng viên bi trong hình nhé. Chúng mình đếm theo cô. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Như vậy sau khi chúng ta đã đếm được số lượng là 38 viên bi thì chúng ta sẽ trả lời được em đếm được 38 viên bi. Và đây là đáp án chính xác. Còn ở đây khoảng 30 viên bi đó là số lượng mình ước lượng thôi chứ không phải số lượng chính xác. Như vậy qua bài tập 1 đã giúp các em biết ước lượng số viên bi có trong hình và biết cách đếm số viên bi mà có trong hình đấy. Tiếp tục, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua, rồi đếm số cà chua trong hình đó. Bây giờ các em hãy đọc kỹ yêu cầu của đề bài, gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là các em sẽ ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua. Phần ước lượng này thì không yêu cầu các em ước lượng một cách chính xác tuyệt đối. Chúng ta chỉ ước lượng khoảng mấy chục quả cà chua. Nhưng yêu cầu thứ hai là các em phải đếm lại số quả cà chua có trong hình. Thì lúc này các em cần phải đếm số lượng một cách chính xác. Và chúng ta sẽ điền vào ô trống còn thiếu ở phía dưới. Ở phía dưới chúng ta đó là ước lượng khoảng hỏi chấm chục quả cà chua. Em đếm được hỏi chấm quả cà chua. Như vậy chúng mình sẽ thực hiện hai yêu cầu. Thứ nhất là ước lượng, thứ hai là chúng ta đếm để điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 2 nào. Các em đã làm bài xong chưa? Cô trò chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Hãy nêu cho cô, em ước lượng được khoảng mấy chục quả cà chua? Phần ước lượng này thì chúng ta có thể dựa vào bài chúng ta đã cho là có hai khoanh. Mỗi một khoanh như thế này là một chục quả cà chua. Vậy thì chúng ta nhìn thấy số lượng quả cà chua ở ngoài còn rất là nhiều. Ở chỗ này chúng ta có thể khoảng 20 quả cà chua nữa. Do đó chúng mình có thể ước lượng ở đây là khoảng 40 quả cà chua các em nhé. Và sau khi chúng mình đã ước lượng rồi thì chúng mình sẽ thực hiện bước là đếm lại xem có bao nhiêu quả cà chua. Vậy các em đã đếm được bao nhiêu quả cà chua? Chúng mình cùng nhau kiểm tra lại đáp án cùng với cô nhé. Cô trò chúng mình cùng nhau đếm lại số quả cà chua có ở trong hình nhé. Mời các em hãy đếm theo cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Như vậy sau khi chúng mình ước lượng và đếm lại số quả cà chua thì chúng mình được đáp án đó là chúng mình đếm được 42 quả cà chua đấy. Đây là đáp án của cô. Các em hãy so sánh đáp án của cô giáo với đáp án của mình xem có đúng không nhé. Các em cần lưu ý khi chúng ta ước lượng thì chúng ta phải nhìn bằng mắt. Còn khi chúng ta đếm, chúng ta phải đếm chính xác theo thứ tự số quả mà mình quy định. Có thể là đếm từ trên xuống dưới, từ trái theo sang phải hoặc là
từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Tùy các em làm sao mà chúng ta dễ quan sát, dễ nhìn và dễ nhớ để chúng ta không bỏ sót số quả cà chua khi đếm là được nhé. Và như vậy là bài tập số 2 chúng mình đã cùng nhau chữa xong và chúng mình đã ước lượng được khoảng 40 quả cà chua và đếm được là 42 quả cà chua. Như vậy số ước lượng và số quả cà chua tương đối là chính xác đấy. Tiếp tục, bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Số. Bài này yêu cầu chúng mình điền số vào ô trống còn thiếu. Trước khi điền số vào ô trống còn thiếu, cô giáo sẽ hướng dẫn các em làm bài mẫu ý A. Chúng ta quan sát ý A. Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị. Viết là 87 bằng 80 cộng 7. Vậy các em đã biết số 87 là số gồm có hai chữ số, đó là chữ số 8 và chữ số 7, và gồm có 8 chục và 7 đơn vị. Thì chúng ta sẽ tách ra để điền vào ô trống còn thiếu. Và từ đó chúng mình sẽ viết được số 87 thành tổng số chục và đơn vị. Tức là ta viết số có hai chữ số thành tổng chục các chục và đơn vị. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau làm cho cô giáo bài tập ý B và ý C. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Các em đã làm bài xong chưa nào? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Câu B. Cho cô biết số 45 gồm mấy chục? Số 45, trước tiên chúng mình phải biết được là số gồm có hai chữ số, đó là chữ số 4 và chữ số 5. Chữ số 4 là thuộc hàng chục, chữ số 5 thuộc hàng đơn vị. Do đó chúng mình sẽ tách được cấu tạo số ra, đó là số 45 gồm có 4 chục. Và lúc này chúng ta cũng tách được ra là số 45 gồm có 5 đơn vị đấy. Vậy chúng mình đã điền được đó là số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị. Và số này khi chúng ta viết thành tổng và thành tổng chục và đơn vị thì chúng ta sẽ được viết như sau. 45 bằng 45 ở đây là gồm 4 chục, 4 chục chính là 40 và 5 đơn vị tức là cộng thêm 5 đơn vị nữa. Vậy số 45 bằng 40 cộng 5. Tiếp tục ý C. Cho cô biết số 63 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Số 63 cũng là số gồm có hai chữ số và có cấu tạo như sau, gồm có 6 chục và 3 đơn vị đấy. Như vậy, số 63 gồm 3 chục, gồm 6 chục và 3 đơn vị, chúng ta sẽ biết được số đó là số 63. Và từ số 63 này, chúng ta sẽ tách thành tổng số chục và đơn vị như sau. 63 gồm 6 chục chính là số 60. Và 3 đơn vị ở đây có nghĩa là cộng với 3. Thì chúng ta sẽ tách được thành 63 bằng 60 cộng 3. Như vậy qua bài tập 3 này, củng cố cho các em về cấu tạo số có hai chữ số. Và chúng ta từ số có hai chữ số chúng ta tách được thành tổng các số chục và đơn vị. Tiếp tục, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Em nắp các miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng sau. Trước tiên chúng mình quan sát cho cô giáo bảng các chữ số. Chúng mình thấy đây chính là bảng các chữ số từ 1 đến 100. Đây là bảng thứ tự các số từ 1 đến 100. Và trong bảng các số từ 1 đến 100 này còn một số ô vuông là thiếu số. Nhiệm vụ của các em là phải quan sát các tấm bìa ở bên trái
đó là bìa A, bìa B, bìa C và bìa D. Trong các bìa này có chứa các số còn thiếu ở trong các tấm bìa mà mình đang đi tìm. Vậy nhiệm vụ của các em là phải quan sát, đếm và lựa chọn xem chúng ta chọn miếng bìa nào để cho vào vị trí còn thiếu trong bảng các số từ 1 đến 100 cho thích hợp. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát bìa A. Bìa A có số đầu tiên là số 65, số 66, số 75 và số 76. Vậy chúng mình sẽ quan sát xem trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 65 nằm ở vị trí nào? À, như vậy chúng mình thấy số 65 sẽ đứng liền sau số 64. Vậy chúng mình sẽ tìm vị trí số 64 để chúng ta thử nhé. Đây chính là vị trí của số 64. Và đứng liền sau số 64 là số 65. Sau đó đến số 66. Tiếp tục sau số 66 là số 67. Chúng ta thấy phù hợp. Và tiếp tục ở phần dưới là số 74. Số còn thiếu ở đây là 75 và số 76. Sau đó đến số 77. Như vậy, ở miếng ô vuông màu tím này, chúng ta sẽ lựa chọn miếng bìa A là thích hợp. Tiếp tục chúng mình cùng nhau lựa chọn tiếp miếng bìa B xem vào ô vuông nào nhé. Ở đây là số 47 và số 57. Thì nhiệm vụ của các em là phải tìm số nào đứng liền trước số 47. Vậy số liền trước số 47 là số 40 mấy? À, liền trước số 47 là số 46 đấy. Vậy chúng mình sẽ quay về bảng các số từ 1 đến 100 để tìm số 46 ở đâu. Vị trí số 46 là ở gần ô vuông màu đỏ. Như vậy chúng ta sẽ điền được, chúng ta sẽ thử xem ô vuông này có phù hợp với tấm bìa B hay không nhé. Số 46 đến tiếp là số 47, số 48 và số 49 rất phù hợp. Tiếp tục số 56, số còn thiếu ở đây chúng ta có thể nắp vào đó là số 57, 58 và số 59 rất phù hợp. Như vậy chúng mình đã tìm được miếng bìa B cho ô vuông màu đỏ. Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm miếng bìa C xem phù hợp với ô vuông màu gì nhé. Đây là số 25. Chúng mình sẽ tìm số liền trước số 25 là số 24. Đây là vị trí số 24. Chúng mình sẽ thử 24, 25, 26 và tiếp đến là số 27. Rất phù hợp. Ở đây là số 34 thì đến số 35, 36 và số 37. Rất chính xác. Như vậy chúng mình đã tìm được miếng bìa C cho hình vuông màu xanh. Đương nhiên hình vuông cuối cùng đó là miếng bìa D là màu vàng. Vì ở đây là số 43 thì trước số 43 đó là số 42 và trước số 53 đó là số 52. Chúng mình sẽ đưa miếng bìa D vào hình màu vàng. Như vậy qua việc chúng ta đã tìm được các miếng bìa A, B, C hoặc D để ghép vào bảng các số từ 1 đến 100 để chúng ta hoàn thành bảng số này. Thì các em cần lưu ý, để ghép được đúng thì các em cần phải dựa vào vị trí số liền trước, số liền sau của một số để chúng ta lựa chọn bảng tấm bìa sao cho thích hợp với ô trống còn thiếu của chúng ta. Như vậy chúng mình đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu ý B như sau. Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở yêu cầu B này có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa. Yêu cầu thứ hai là chúng ta phải xếp thứ tự các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng ta làm như sau. Mỗi một miếng bìa chúng ta sẽ quan sát tìm số lớn nhất. Đầu tiên miếng bìa A chúng ta tìm xem số nào là số lớn nhất. Ở miếng bìa A thì số lớn nhất
đó là số 76. Và các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 65, 66, 75 và 76. Tiếp tục tấm bìa B. Chúng mình thấy miếng bìa B thì số nào là số lớn nhất? À, trong miếng bìa B thì số 58 là số lớn nhất đấy. Và các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 47, 48, 57, 58. Tiếp tục miếng bìa C, cho cô biết số nào là số lớn nhất? À, trong miếng bìa C thì số lớn nhất là số 36 đấy. Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 25, 26, 35 và 36. Tấm bìa D là tấm bìa cuối cùng. Chúng mình hãy cho cô biết số lớn nhất trong tấm bìa D đó là số nào? À, đó chính là số 54 đấy. Vậy số 54 là số lớn nhất trong tấm bìa ý D. Và các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 43, 44, 53 và 54. Như vậy qua bài tập 4 ý B đã giúp chúng mình cách so sánh và tìm số lớn nhất ở trong mỗi bìa tấm bìa và xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.